Chúa và đến hội thánh Baptist Công Bình cùng nhau tôn vinh, cùng nhau ngợi khen và thờ phượng cũng như học hỏi lời Chúa buổi sáng hôm nay. Cầu xin Chúa luôn ban ơn cho chúng ta có một ngày cũng như bình an và phước hạnh, một ngày tốt lành để chúng ta đón nhận những lời của Chúa đã ban cho sáng hôm nay. Và xin chúng ta hãy nhận chút thời gian để chúng ta kiểm lại mình, còn những điều gì chúng ta thiếu sót, còn những điều gì chúng ta còn lo lắng trong tuần này. Và nếu như có một điều gì nào, một phước hạnh nào hay một điều chi trợ giúp kịp thời từ Chúa trong từng vừa qua thì xin chúng ta cũng phải cảm tạ ơn Chúa. Và trong thời giờ này, xin chúng ta cùng lắng lòng nghe lời của Chúa Trời trong Thi Thiên thứ 75. Đức Chúa Trời hạ kẻ kiêu ngạo xuống, nhắc người công bình lên. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa, chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần. Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. Khi ta đến thì giờ đã định, thì sẽ đoán xét cách ngay thẳng. Đất với dân ở trên đất đều tan chảy, còn ta đã dựng lên các trụ nó. Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng, chớ ở cách kiêu ngạo. Lại nói cùng kẻ ác rằng, chớ ngước sừng lên. Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi. Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây hay là phương Nam mà có sự công cao đến. Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét, Ngài hạ kẻ này xuống, nhấc kẻ kia lên. Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén sôi bọt rượu, chén ấy đầy rượu pha. Ngài rót nó ra, thật hết thảy kẻ ác nói nơi thế gian sẽ hút cạn rượu ấy và uống nó. Xong tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác, còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên. Một tuần lễ mới, một ngày mới, phước hạnh cho bài học dân Chúa. Như này xin mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta lớn tiếng cho sự ngợi khen chúc tụng Chúa của chúng ta. Còn nữa ta hãy đến với Ngài chúc tụng, chúc bán đẹp của Chúa. Thank you.
mở ra Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Khải Huyền đoạn 15 câu 4. Cảm ơn Hội Thánh, xin trân trọng kính mời Thánh đồng ngồi. Xin trân trọng kính chào toàn thể con cái của Chúa, và cũng xin cảm ơn Ngài Hội Thánh ở tại nhà đã cầu nguyện cho tôi chuyến đi bình an vừa qua. Bởi vì không ai là cũng không lo lắng, ngay như chính tôi thì cũng vậy. Trước ngày lên đường thì một quả tiễn từ Bắc Triều Tiên đã được bắn lên, và ai nấy cũng đều không biết rằng mà lò lửa chiến tranh Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên nó có thể xảy ra hay không. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa thì quý vị cũng đã xem qua những cái hình tôi đã post lên Facebook, và tất cả những cái hình ảnh của đất nước Hàn Quốc thì họ vẫn sống trong sự bình yên. Họ luôn luôn mong mỏi hòa bình chứ họ không có cái sự lo lắng chiến tranh gì cả. Và đó là một cái điều mà khích lệ cho tôi rất là nhiều. Bởi vì mình cũng được đi chia sẻ với cái sự hòa bình, chứ mình không có sống ở trong cái cảnh mà lúc nào cũng mong mỏi chiến tranh nó sẽ xảy ra đâu. Đó là điều mà chắc chắn rằng nếu là con cái của Chúa thì chúng ta cũng luôn cầu nguyện cho cái điều này, để cuộc sống của mọi người vẫn được sự bình yên, trong cái tinh thần đó là có một cái sự nhận biết về những cái lẽ phải và cái sự an ổn của dân chúng, của mọi người, chứ không phải chỉ riêng của một đất nước hay là một con người nào. Và cảm ơn Chúa thì tôi cũng có cái bài làm chứng ở trong cái tờ chương trình hôm nay, thành ra tôi không phải nói nhiều về cái chuyến đi vừa rồi. Quý vị có thể đọc qua cái bài làm chứng, và nếu muốn xem những hình ảnh thì cứ vào Facebook của tôi thì có thể thấy được các hình ảnh đó. Thì buổi sáng hôm nay thì tôi cũng nhân tiện là chúng ta đã học cái đề tài là vinh hiển khắp thế gian, thì chúng ta thấy rằng mọi dân tộc thờ phượng Chúa, mà lời của Khải Huyền đã nói ở đây là một cái điều mà hết sức là lạ lùng và ứng nghiệm. Bởi vì đối với quan niệm của người Do Thái khi xưa đó, họ là chuyển dân của Đức Chúa Trời, cho nên việc thờ phượng Đức Chúa Trời là việc ưu tiên của họ. Không một nước nào, không dân tộc nào khác được quyền để thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ là những cái người sống mà ngày hôm nay đến nỗi cái đức tính đó nó vẫn còn ở trong cái dân tộc Do Thái. Đó là họ, cái gì là của họ thì là chỉ riêng họ thôi, chứ không có những cái gì khác hết. Và họ xem như là một cái điều đặc biệt ưu tiên hàng đầu, và không có muốn chia sẻ cho tất cả các dân tộc, các nước. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài nói rằng không phải là Ngài lựa chọn chuyển dân để rồi họ độc quyền ở trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà qua chuyển với dân của Đức Chúa Trời thì Chúa bày tỏ về sự vinh hiển của Ngài cho toàn thể nhân loại, cho các dân, các nước, và trong đó có chúng ta, có cô Gia Gia Nhật Bản hồi hàng nãy hát ha, rồi cũng có các nước Hàn Quốc ha, rồi cũng có các nước hơn 72 quốc gia mà họ về tham dự trong cái hội nghị hòa bình vừa qua. Họ lắng nghe biết về Đức Chúa Trời. Tất cả những cái điều này thì ở đây chúng ta thấy rằng cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là khắp thế gian, mọi dân mọi nước đều được cái ơn điển, được cái đặc quyền để thờ phượng Đức Chúa Trời một cách rất là thân thuộc, gần gũi. So với một số các tôn giáo mà con người đã cũng lạm dụng về quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng mà muốn để đề cao cái tôn giáo của mình đó, thành ra họ dùng những cái ngôn ngữ riêng, thì họ cũng không phổ biến được là cho toàn thể các nước ở trên thế giới. Ví dụ như Công giáo thì một cái thời phải sử dụng tiếng Latin, thành ra chỉ có những linh mục, chỉ có những người
được cái chức từ Vatican ban cho thì mới đọc được Kinh Thánh bằng tiếng Latin thôi. Nhưng mà cho đến khi mà Martin Luther làm nhà cải chánh về Tin Lành thì ông hiểu được rằng Kinh Thánh không phải chỉ dành riêng cho giới tăng lữ, không phải chỉ dành riêng cho những người linh mục. Thành ra ông đã dịch ra tiếng Đức, và từ đó cái bản Kinh Thánh bắt đầu được phổ biến cách rộng rãi từ tiếng Đức rồi sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và nhiều cái tiếng khác, và tất cả mọi dân tộc đều có thể đọc được Kinh Thánh. Còn Phật giáo thì ngày hôm nay vẫn những cái ngôn ngữ của tiếng Phạn vẫn còn lưu hành ở trong vòng những người mà nghiên cứu, những người học hỏi, cho nên chúng ta thấy rằng nó lại không có thể phổ biến được ra một cách rộng rãi bằng những cái ngôn ngữ của chính Đức Chúa Trời Ngài muốn cho nhân loại, tất cả mọi dân, mọi tiếng đều thờ phượng Chúa. Cho nên đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể xác định được rằng những lời của Chúa ở trong Khải Huyền là những lời ứng nghiệm một cách rất là rõ ràng, đầy đủ cho đến ngày hôm nay, để chúng ta nhìn thấy được lời của Đức Chúa Trời nói rằng không ai là không kính sợ Chúa và không ngợi khen danh Ngài, vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Chúa là đấng thánh và công bình, cho nên Ngài muốn cho tất cả mọi người đều được hưởng những ân phước như nhau, đó là đến được thờ phượng Chúa và được ở thiên đàng đời đời. Chúng ta có thể thấy được rằng mọi dân tộc đến thờ phượng Chúa với mục đích gì? Chúng ta thấy rằng ở tại đây trong đoạn Kinh Thánh này thì họ không đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. Trong đoạn Kinh Thánh này họ không phải đến với một tôn giáo, công giáo hay là Tin Lành hay là trưởng lão hay là Baptist hay là Mennonite hay là một giáo phái nào để thờ phượng Chúa. Nhưng họ đến trước ngôi của Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Ngôi Đức Chúa Trời chính là thiên đàng mà Chúa muốn cho tất cả mọi dân mọi nước sẽ hưởng sự phước hạnh bình an đời đời. Mà khi Chúa Giêsu Ngài đến thế gian thì bài giảng đầu tiên mà Chúa giảng cho những người Do Thái và cho toàn thể nhân loại đó là nước thiên đàng đã đến gần. Nước thiên đàng, chứ Chúa không giảng về một tôn giáo. Thành ra có nhiều người vui vui khi coi Facebook thấy tôi ngồi kế bên mấy ông nhà sư, mấy ông nhà sư Phật giáo, thì họ cũng nói vui vui với tôi rằng ông sư không có mặc đồng phục giống như người ta vậy. Tôi không có mặc đồng phục bởi vì việc mà ngồi kế bên nó không có nghĩa là mình theo cái tôn giáo của người ta, hay là mình phải vào nơi cái thờ phượng của người ta để mà mình làm lễ giống như người ta đâu. Mình có thể ngồi kế bên nhưng mà không có cái ảnh hưởng gì về cái mặt tín lý hay là cái niềm tin về cái suy nghĩ cả. Mỗi một người thì mình khi mà đi ra nơi chốn công cộng thì mình có thể ngồi chỗ này, ngồi chỗ kia, ngồi gần bất cứ ai, và cái đó không có phân biệt. Đối với một tôi tớ của Chúa Trời, là con cái của Chúa Trời, không có cái sự kỳ thị, không có sự phân biệt. Đó mới chính là cái tinh thần của những cái người mà yêu mến Chúa, chứ không phải là vì cớ mình ngồi kế bên người ta rồi thì mình giống như người ta, phải giống người ta, phải cạo đầu đi hay là phải mặc cái chiếc áo vàng vô thì cái đó mới là được, không phải. Thành ra chúng ta có thể hiểu được rằng ở trước mặt của Chúa Trời đó, con cái của Chúa, chúng ta có thể hiểu được Chúa yêu thương chúng ta rất là nhiều và ban cho tất cả mọi dân tộc, mọi người đều có thể đến với Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Chúa không có phân biệt một tôn giáo, không phân biệt một con người, nhưng mà Chúa phân biệt một cái điều, đó là chúng ta có hát những cái bài ca để ngợi khen tôn cao danh của Chúa. Chúng ta có hát lên những cái tiếng hát của những người mà ngày hôm nay đó là cái tiếng hát chung của những người yêu mến Chúa, đó là tiếng hát của sự hòa bình, của những tình trạng mà con người không có thể cùng chung sống với những cái bạo lực, với những cái sự tội ác mà càng ngày càng gia tăng thêm. Chúng ta thấy rằng Chúa cất hội thánh của Chúa để được ở trong một cái nơi
mà không còn có chiến tranh nữa, đó là nơi thiên đàng. Nơi thiên đàng Phật sẽ không bao giờ có chiến tranh. Còn con người ngày hôm nay còn sống ở trên đất thì dầu chúng ta có thể cố gắng, chúng ta dùng những tiếng nói nhỏ bé của chúng ta để kêu gọi hòa bình, nhưng mà thật ra thì chắc rằng cái lòng gian ác của con người vẫn khó mà có thể chấm dứt được những cái chiến tranh ở trên thế giới đâu. Nhưng mà với lòng yêu mến Chúa, chúng ta vẫn cầu xin Chúa và vẫn nói lên những cái lòng yêu mến, vì cớ chúng ta thật sự là những người đã được hưởng cái sự hòa bình rồi. Chúng ta được hòa bình, chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, và chúng ta được ở trong nước của Ngài để chúng ta có thể thờ phượng Chúa bằng những bài hát. Thật ra con cái của Đức Chúa Trời mà chúng ta không có những cái bài hát, bài hát ở đây không phải là chúng ta biết hát bằng những cái bài thánh ca mà chúng ta hát trong nhà thờ đâu, mà bài hát bằng những cái của lễ dâng lên cho Chúa được đẹp lòng Ngài. Mà những cái của lễ đó chính là những cái của lễ của những việc làm của chúng ta, có thể bằng môi miệng nói ra làm chứng về ơn lành của Chúa. Có thể bài hát của chúng ta là những của lễ của lòng yêu thương, mà Kinh Thánh cũng có dịch cái chữ là bố thí, nhưng mà không phải nghĩa là bố thí theo nghĩa của những cái người có từ tâm, nhưng mà là của những người thật sự yêu mến những người nghèo khó. Chúng ta hãy xem những điều mà cái bài hát của những con cái của Chúa trong Khải Huyền, xin lỗi, trong Hebrew đoạn thứ 13, trong Hebrew đoạn thứ 13, xin chúng ta xem câu số 16, câu số 15 và câu số 16. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là con trái của môi biếm xưng danh Ngài ra, chớ quên các việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng trước hết đó là chúng ta phải cậy Đức Chúa Giêsu. Một cái đời sống mà không nói về Chúa Giêsu là đấng yêu thương mọi người, nhưng mà chỉ cậy nơi cái tài đức của mình, cậy nơi công lao của mình để mà mình nói hoặc là mình làm, cũng vẫn không có cái giá trị. Vì cớ một cái người mà chỉ có nói suông thôi, chỉ có những cái việc làm mà do nơi cái công nghĩa riêng, đạo đức riêng, thì cái điều đó không phải là cái điều mà có thể đem đến được cho người ta sự cứu rỗi đâu. Mặc dù chúng ta có thể hát hay làm chứng những bài hát rất là hay, những lời làm chứng rất là ngọt ngào, nhưng mà trong đó không có cái hồn là Chúa Giêsu đấng mà giúp đỡ yêu thương cho mọi người. Nếu không nói về Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không có cái con đường của đến thiên đàng để cho con người đi đến được. Thành ra có nhiều tôn giáo hay là nhiều hệ phái Tin Lành ngày hôm nay đó, họ bỏ qua Chúa Giêsu, họ nói là chỉ có thờ phượng Đức Chúa Trời thôi, hoặc là họ chỉ trông chạy vào Đức Thánh Linh thôi, nhưng mà họ không biết rằng Chúa Giêsu mới là con đường, chính là sự cứu rỗi, và con người có tin nơi Chúa Giêsu thì mới được biết về Đức Chúa Trời cũng như nhận được Đức Thánh Linh. Nhưng mà có nhiều hệ phái ngày hôm nay đã cắt bỏ cái vai trò của Chúa Giêsu, cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà để được đến thiên đàng hay là việc mà họ có nhiều ân tứ thánh linh đi chăng nữa, những điều đó cũng không đưa đến được cái mục đích cuối cùng, đó là được cứu rỗi để được ở thiên đàng. Cho nên mọi dân tộc đều thờ phượng ở trước mặt Chúa, mà chúng ta thấy rằng họ biết về Đức Chúa Trời là vì cớ nhờ nơi Chúa Giêsu. Và khi chúng ta làm mọi việc gì thì chúng ta cũng ở trong danh của Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Trời mới ban phước, Đức Thánh Linh mới ban cho chúng ta những ân tứ từ trời để có thể giúp đỡ được cho chúng ta có được một cái lối sống yêu thương, nhân đức, hay là những lời làm chứng mà nó thật sự có kết quả. Rồi chúng ta lại cũng thấy rằng cái việc mà các dân tộc họ đều thờ phượng Chúa không phải chỉ hát sướng, nói lên làm chứng, nói về những cái lòng đạo đức tốt lành, mà còn ở tại đây thì chúng ta thấy rằng việc mà các dân tộc họ có thể ngợi khen Chúa bởi vì họ biết Chúa
có một cái đường lối công bình và chân thật. Nếu như chúng ta thờ phượng Chúa mà chúng ta đi trong một cái đường lối không có công bình, chúng ta thờ phượng Chúa Trời nhưng mà chúng ta thường gieo rắc những cái sự xung đột lẫn nhau, chúng ta hay nói xấu lẫn nhau. Bài học mà tôi có theo dõi ở trên chương trình của Hội Thánh trong tuần vừa rồi đó là chớ có nói xấu lẫn nhau đó. Nó là cái bài học mà không riêng gì cho ai cả, nhưng mà gần như nó là cái bản chất của con người. Không phải chỉ là ở trong Hội Thánh không mà thôi mà đâu. Nếu như không được Chúa Thánh Linh Ngài thay đổi, hay là không phải là người mà có Chúa Giêsu ở trong lòng đó, thì cái bản chất đó khó mà sửa lắm. Dầu là tín đồ hay là dầu là người ngoại, thì cái bản chất đó là cái bản chất mà rất, phải nói rằng nó rất là gần như là cái bóng của cái con người của chúng ta đó. Đi đâu là nó cũng sẽ theo đó thôi. Ở chỗ nào nó cũng sẽ cũng có xuất hiện thôi, chứ không có ở trong, nói chung là không phải là ở trong Hội Thánh hay là trong tôn giáo hay là ở trong một cái chỗ nào cả. Ngoài đời người ta cũng nói xấu với nhau cũng khủng khiếp lắm. Nói xấu với nhau không thể nào tưởng tượng được. Rồi còn ở trong Hội Thánh thì điều đó tại sao mà nó vẫn còn, là vì cớ không có Chúa ở ngự trị trong lòng, thì con người vẫn còn mang cái bản chất xấu đó. Cho nên rời khỏi nhà thờ xong thì nhiều tín đồ sống ở ngoài đời, sống va chạm với những người đời, thì cái bản chất đó nó nổi dậy, nó nổi lên, và rồi thì sẽ cứ cư xử giống như những người ngoại đạo mà thôi. Cho nên nếu chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta biết rằng đường lối của Chúa Trời là công bình và chân thật, thì chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta lánh xa đi. Mỗi khi những tư tưởng, mỗi khi những suy nghĩ nào của chúng ta về một cái điều gì đó mà chúng ta muốn thốt lên để nói xấu, hay là muốn thốt lên để chúng ta rủa xả, hay là chúng ta nói những lời nói thô tục, thì chúng ta hãy nhớ rằng đường lối của Chúa Trời là công bình và chân thật. Chúng ta sẽ thấy rằng Chúa là đấng sẽ gìn giữ cho môi miệng chúng ta, đấng thánh để thanh tẩy cái tư tưởng của chúng ta. Trước khi lời nói xảy ra thì bao giờ những cái tư tưởng nó cũng xuất hiện trước cả. Trước khi một cái lời nói mà chúng ta thốt ra đó, là những cái ý nghĩ, những cái tư tưởng nó đã có ở trong cái đó rồi. Và nếu như những cái tư tưởng, những ý nghĩ đó mà chúng ta có thể ngăn chặn lại được, chúng ta có một cái quyền năng của Chúa Ngài thanh tẩy và không để cho nó thốt ra thành lời, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Bởi vì cảm ơn Chúa vì cớ mình đã không nói ra một cái lời nói mà có thể dễ lắm làm những cái là sự sai phạm ở trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là tổn thương cái danh dự, cái đời sống của anh em mình đâu. Bởi vì nhiều khi những cái lời nói xấu của mình với những anh em, chị em của mình chưa chắc là những cái điều đó đối với người mà có Chúa thì bị ảnh hưởng. Người có Đức Chúa Trời thì chúng ta biết rằng dầu cho có bao nhiêu những cái mũi tên của kẻ dữ, có bao nhiêu những cái lời nói xấu của người khác thì vẫn không có thương tổn. Nhưng mà nó chỉ làm cho chính cái đời sống của những người ở trong Chúa, nhưng mà lại nói những cái lời nói không có đúng đắn, thì lại mang tội ở trước mặt Đức Chúa Trời, lại mắc tội vì cớ những lời đó mình sẽ khai ra ở trước mặt Chúa trong ngày đoán xét. Cho nên cái điều mà Hội Thánh của Chúa được răn dạy không phải là vì cớ mình sợ anh em của mình đau buồn hay là bị tổn thương danh dự, mà là mình sợ cho chính đời sống của mình có thể ở nơi hư mất vì cớ mình sẽ phải chịu trách nhiệm vì cớ những cái lời nói của mình phải khai ra ở trước mặt Chúa. Cho nên đường lối của Chúa Trời là công bình và chân thật. Khi chúng ta hiểu được Chúa muốn chúng ta mọi việc đều phải khai ra ở trước mặt Chúa hết, chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì, chúng ta nói năng ra sao, thì tất cả mọi việc đó chúng ta sẽ thấy rằng không có việc nào là chúng ta có thể sống gọi là hai mặt hay là giả hình được cả. Một con cái của Chúa, thành ra chúng ta thấy rằng ở trước mặt Chúa chúng ta có thể được Ngài chúc phước. Mọi dân tộc họ đều khao khát điều đó hết, tất cả không có dân tộc nào mà lại muốn nói dối cả. Chúng ta biết rằng những cái điều mà ngay như những cái người mà đã từng đi phỏng vấn đi nước ngoài rồi đó,
thì biết rằng mình chỉ khai có một cái lời nói mà nhiều khi mình nói rằng mình quên, hoặc là nhiều khi mình nói rằng mình không có để ý, thành ra mình khai không có đúng cái sự thật. Đối với người Việt Nam của mình thì mình thường hay bị những cái lỗi đó, có nghĩa là không có phải nói dối, nhưng mà tại vì quên, tại vì không có nhớ, không có chú ý, chứ không phải nói dối. Thành ra nhưng mà khi mà người ta hỏi ra cái điều đó rồi đó, thì người ta đánh rớt cái cuộc phỏng vấn khiến cho không có đi được. Người ta không có nói cái gì hết, nhưng mà chỉ biết rằng cái điều đó nó không có đúng thì vậy thôi. Và đó là điều mà Đức Chúa Trời ngày hôm nay Ngài cũng muốn nhắc nhở cho Hội Thánh của Chúa biết về một điều rằng trước mặt Chúa chúng ta phải chú ý thật nhiều. Chúng ta phải để ý. Chúng ta đừng để đến trước mặt Chúa này, dạ thưa Chúa con quên, dạ thưa Chúa là con không nhớ cái chuyện đó. Con cái của Chúa Trời là những người mà Chúa tập được cho chúng ta một cái nguyên tắc sống, đó là chúng ta làm việc gì, nói việc gì thì chúng ta đều có để ý, chúng ta có ghi nhớ, và chúng ta biết rằng những cái điều chân thật đó là những điều mà rất tốt đẹp mà Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta được gần gũi bên cạnh Ngài để thờ phượng Chúa, để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chứ nếu như con cái của Chúa Trời mà chúng ta tôn cao danh của Chúa, nhưng chúng ta lại không có đi trong đường lối công bình và chân thật, thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa chúng ta là đấng toàn năng, và Ngài sẽ là đấng mà không có để cái chỗ cho những người không công bình được bước vào ở tại nơi đó. Trong Thi Thiên thứ nhất câu thứ 6, chúng ta sẽ đọc thấy lời của Chúa đã nói như thế này. Thi Thiên 1 câu thứ 6. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Đó là điều mà Đức Chúa Trời Ngài nói rằng Ngài là chân thật là như vậy. Chân thật là vì có Ngài biết và biết rất rõ, biết hơn chúng ta rất là nhiều. Đối với loài người chúng ta chỉ biết lẫn nhau trong một khoảng thời gian thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời biết chúng ta từ trong lòng mẹ. Kinh Thánh nói rằng trước khi chúng ta được sinh ra thì Chúa đã thấy từ nơi ở nơi sảo, tức là ở nơi bào thai của lòng mẹ, chúng ta đã được Chúa biết. Và Chúa biết chúng ta cho đến lúc chúng ta đầu râu tóc bạc, cho lúc chúng ta nhắm mắt từ giã khỏi đời này, Chúa biết cả cuộc đời của chúng ta. Tại sao mà chúng ta lại có thể hiểu được cái điều này như vậy? Là tại vì chúng ta chỉ đơn sơ thôi. Chúa nhìn một cái con kiến nó bò từ đầu này đến đầu kia, con kiến nó không biết nó bò đi đâu, nó không biết cái quãng đường của nó chặng đường như thế nào. Nhưng chúng ta cứ ngồi đó mà chúng ta cứ xem đi, chúng ta sẽ thấy nó bò từ chỗ nào chúng ta biết hết. Thành ra đối với loài người của chúng ta thì ở trước mặt Đức Chúa Trời đấng cao cả, Ngài biết chúng ta từ lúc chúng ta ở trong lòng mẹ sinh ra và cho đến khi chúng ta từ giã khỏi đời này. Và Ngài là rất là chân thật để xem xét từng việc một của chúng ta, để ban thưởng một cách xứng đáng cho những ai kính sợ Ngài. Thành ra cái câu Kinh Thánh mà chúng ta thấy rằng lại Chúa ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài, vì mình Ngài là thánh và mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì cớ Chúa là thánh và mọi dân tộc. Ngày hôm nay chúng ta được ở trong cái lời của Chúa đã dành cho chúng ta, đó là chúng ta là những người được Chúa cho đến thờ phụng Chúa, nhận biết Ngài và kính sợ Ngài. Và chúng ta cùng với nhiều dân tộc khác ở trên thế giới ngày hôm nay, không có đơn lẻ, không phải chỉ có một mình chúng ta, mà là khắp cả thế giới này ngày hôm nay và khắp các dân tộc đều có những người kính sợ và yêu mến Chúa, đều thờ phượng Ngài, đều tôn cao cái sự thánh thiện, chứ không bao giờ tôn cao những điều gian ác, tội lỗi, hoặc là những cái điều mà xấu xa cả. Và đó là cái điều mà thật là phước hạnh, vì có khi một cái đời sống mà chúng ta biết tôn cao những cái điều thánh thiện, những cái điều tốt đẹp, thì chính mỗi đời sống của chúng ta
sẽ là những cái đời sống tự biết rằng ở trước mặt Chúa chúng ta không thể bước đi theo những cái đường lối của những cái điều gian dối hay là tội ác được cả, và chúng ta sẽ được Chúa cứu và gìn giữ trong đường lối của sự thánh thiện, của sự thanh sạch. Khi chúng ta sống ở trong một cái nếp sống bình an, thanh sạch, chúng ta không có những cái biểu hiện của những kẻ gian ác đâu, không có biểu hiện của những người mà lúc nào họ cũng phải thủ dao ở trong túi. Chúng ta không có cái biểu hiện của những người mà lúc nào cũng đi đâu cũng phải có cái người gọi là cảnh vệ kế bên để mà phải bảo vệ. Tôi thấy rằng có cái điều mà rất là vui mà không có ngờ, trên Facebook tôi cũng có đăng đó để cho mọi người cũng thấy cái tình trạng mà người ta tổ chức một cái đại hội đó quy mô như vậy đó, tại vì có các vị cựu tổng thống cũng như có các vị bộ trưởng đương nhiệm cũng về tham dự, cho nên khi mà tôi cũng lọt vào trong cái top VIP đó, thành ra khi mà đi xuống sân bay rồi đó thì có những cái người bảo vệ đứng đâu gần đó, đến nỗi khi mà Nhật Huy nó đến nó nói chuyện với tôi xong đây, nó hỏi cái cô mà đến gọi là phụ trách cho cái việc mà giúp đỡ lo liệu cho tôi đó, thì cô đó nói những người đó là những người cận vệ đó. Cái Nhật Huy nó le lưỡi nó hết hồn luôn. Thế là nó nói thôi là cậu hai cứ để con lấy cái vali này con về, nó sợ. Nhưng mà đó là cái thủ tục của người ta. Rồi lên xe thì có người mở cửa đàng hoàng, rồi ở trong cái nơi ở thì có cái những cái người họ lo liệu sắp xếp cho mình đàng hoàng, không có phải là đi đâu đi ra đi vào hay là gì cả, nó ở trong cái khuôn khổ mà của một cái tổ chức dành cho những cái người mà gọi là rất là quan trọng. Thành ra tôi thấy rằng những cái điều đó là điều cũng ngày nay con người đi đâu là cũng phải lo lắng về cái chuyện đó cả, trong khi mình thì không hề lo những cái chuyện đó. Con cái của Chúa Trời đi đâu cũng không có lo cái chuyện đó đâu, bình an lắm và không nghĩ đến những cái chuyện gì khác về những cái điều mà nguy hiểm hay là sợ hãi, vì cơ Chúa chính là đấng bảo bọc và đã ở cùng với chúng ta, ở cùng với tất cả mọi con cái của Chúa, chứ không phải gì ở riêng gì với những cái người có chức sắc đâu, nhưng mà Chúa đó là đấng ở cùng với tất cả mọi con cái của Chúa. Nên khi chúng ta đi trong đường lối công bình, chúng ta đừng đi dẹo hai bên, chúng ta đừng đi vào và bắt chước những người thế gian để phải hơn thua, phải tranh giành, hoặc là phải có những cái sự xung đột, hoặc là có những kẻ thù đó thì chúng ta mới sợ thôi. Chứ còn nếu như chúng ta đi ở trong đường lối của Chúa, chúng ta không có gây thù chuốc oán gì với ai hết, chúng ta không gieo rắc những cái điều gì để mà cho người khác phải tìm cách để mà hãm hại mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong Chúa là một đường lối rất là tốt lành để cho chúng ta được gần gũi với anh em của mình, với những người thật sự là có cái lòng kính sợ và yêu mến Chúa, là những người mà đi trong đức tin và được ở thiên đàng đời đời, chứ không phải chỉ ở trong một cái xứ sở hay là ở trong cái trái đất mà con người lúc nào cũng đầy dẫy những cái sự lo lắng về sợ hãi về nhiều điều. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì mọi dân tộc, mọi nước ngày hôm nay sẽ chuẩn bị cho một ngày vinh hiển đời đời mà Chúa là đấng Ngài sẽ ngự trị, Ngài sẽ đến thế gian này để ban cho đời thánh của Chúa, cho những người yêu mến lẽ thật, yêu mến sự công bình, yêu mến những sự thánh sạch, sẽ được ở trong Chúa, ở trong nước của Đức Chúa Trời vĩnh viễn, và không còn những cái điều gì phải lo lắng sợ hãi nơi trần gian này nữa. Xin Chúa ban ơn để cho chúng ta thấy rằng sự vinh hiển của Chúa là ở khắp thế gian, cho tất cả mọi dân tộc và cho chúng ta nữa. Nguyện xin Chúa cho chúng ta yêu mến Ngài và noi theo đường lối của Chúa, đừng đi vào trong những đường lối xấu, đừng đi vào trong những con đường của những người gian ác, tội lỗi, thì chúng ta sẽ thấy lòng của mình bình an. Chúa lúc nào cũng sẽ bao phủ chúng ta, sai thiên sứ của Ngài gìn giữ chúng ta khi đi, khi về, khi đứng, khi nằm, tất cả mọi sự Chúa sẽ ban ơn và che chở cho chúng ta. Nguyện xin Chúa ban phước và gìn giữ cho chúng ta một tuần lễ mới trong sự bình an, trong sự tin cậy hoàn toàn nơi sự thương xót,
sự làm ơn mà Chúa dành cho các con cái của Ngài. Xin chúng ta đồng đứng lên và chúng ta đi cùng. Kính thưa Hội Thánh, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thật đúng vậy, tôi xin làm chứng nhân về Chúa, về sự cứu giúp và ban cho của Chúa qua hoàn cảnh và đời sống của chị em tôi. Như Hội Thánh cũng đã từng biết, là công ty của em tôi trong nhiều năm qua đã đi đến chỗ bế tắc, không biết làm sao. Nhưng lấy đức tin mà vững lòng cầu nguyện. Và hôm nay Chúa đã nhậm lời, Chúa mở ra một trang sách mới, một con đường mới. Và Chúa đã dọn đường cho em tôi bước đi. Con đường này sẽ không còn trông gai và chướng ngại nữa. Và em tôi, một điều chắc chắn là con đường này có Chúa đi cùng, thật hạnh phúc vô cùng. Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Và con cảm tạ ơn Chúa vì sự cứu giúp và ban cho của Chúa thật là diệu kỳ. Chúa ơi, em con sẽ được bước sang bên Mỹ, qua bên Mỹ để làm việc, và có bảo đi qua bên đó để chọn trường. Chúa ơi, là một phước hạnh nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Và tôi xin chân thành tri ân bà Mục Sư Quang và một đầy tớ, với một tâm tình của người đầy tớ Chúa là Mục Sư Dũng. Mục sư, trước hết là bà Mục Sư Quang, Mục Sư Thịnh, với tâm tình của một đầy tớ Chúa là Mục Sư Dũng đã đến thăm viếng và cầu nguyện cho em tôi suốt những năm tháng qua. Tôi xin chân thành cảm ơn Mục Sư nhiều lắm. Và xin cảm ơn chị Quỷ Duyên Bích, chị Phi, chị Thu, chị Xuân và những chị em trong Hội Thánh cũng đã cầu nguyện trong công việc làm ăn của em tôi. Trước khi dứt lời, tôi cầu xin Chúa ban phước cho tôi cùng với công ông bà anh chị em trong Hội Thánh. Mọi điều tốt lành nhất đến từ nơi Chúa, được bình an, được sức khỏe. Và hãy yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy yêu Chúa trong mọi hoàn cảnh và bước đi theo Chúa một cách mạnh mẽ. Xin dứt lời cảm ơn Hội Thánh. Xin mời Hội Thánh chúng ta đồng tung Chúa bài hát ca số 396, bài hát ca số 396. Thiên đàng giống như một con trẻ, và hãy ai tiếp một đứa trẻ này tức là chịu tiếp Chúa. Chúng ta tiếp nhận một con trẻ vào trong nước của Chúa Trời, chúng ta tiếp nhận Chúa với tình yêu thương, với sự chăm sóc và quan tâm đến con cái của mình. Đó chính là nguyên tắc của những người yêu mến và kính sợ Chúa. Buổi sáng hôm nay, gia đình của cô Phùng Hoàng Kim Ngân
sẽ dâng cháo lê hoàng thiêng khiêm cho Chúa. Và chúng ta biết rằng đây là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, điều mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ, và chúng ta sẽ cùng với nhau để dâng cháo lê hoàng thiêng khiêm cho Chúa, để Ngài sẽ giúp đỡ cho cháu. Trước khi dâng cháo lê hoàng thiêng khiêm, cô Phùng Hoàng Kim Ngân có xác nhận rằng mình sẽ lấy lời lành gương tốt theo như lời của Chúa dạy để dạy dỗ cho con cái của mình đi trong đường lối của Chúa không? Có phải cô Phùng Hoàng Kim Ngân sẽ hứa rằng mình sẽ lấy tình yêu thương và sự trung tín trong trách nhiệm của một người mẹ để chăm sóc cho con cái của mình cho đến khi lớn khôn trong đường lối đạo đức không? Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì những lời hứa mà cô Phùng Hoàng Kim Ngân đã hứa nguyện trước mặt Chúa và trước mặt Hội Thánh. Bây giờ chúng ta cùng nhắm mắt lại và dâng cháo lê hoàng thiêng khiêm cho Chúa. Lê hoàng thiêng khiêm, tôi xin nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, đấng yêu thương các con trẻ, đấng quan tâm chăm sóc và biết rằng đây là một thiên đàng mà Đức Chúa Trời ban cho những gia đình các con cái của Ngài. Xin Chúa ban ơn để cho cô Phùng Hoàng Kim Ngân sẽ chăm sóc và dạy dỗ cho cháu Thiêm Kim trên đường lối của Đức Chúa Trời ban cho. Chúa xin Chúa Giêsu Ngài ở cùng với tấm lòng của cháu Lê Hoàng Thiêm Kim từ lúc bây giờ cho đến khi cháu được gặp mặt Chúa ở trên trời. Xin Chúa ban ơn để cho cháu khôn ngoan, sáng suốt và chọn lựa con đường đạo đức tinh kính, để rồi cháu sẽ được Chúa ban cho nhiều ân tứ, tài năng và nhiều điều tốt đẹp để làm vinh hiển cho danh của Chúa và giúp đỡ được cho gia đình. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con xin nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà dâng cháu Lê Hoàng Thiên Kim cho Chúa trong thời giờ này. Chúng con xin nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cha yêu dấu của chúng con, chúng con cầu xin Chúa Ngài thương xót và ban ơn trên đời sống của cô Phùng Hoàng Kim Ngân, để qua lời hứa nguyện và sự dâng hiến con cái của mình ở trước mặt Chúa trong buổi sáng hôm nay, cô sẽ ghi nhớ, cô sẽ làm theo những lời mà cô đã hứa ở trước mặt Chúa. Xin ban ơn để cho cô có sự khôn ngoan sáng suốt mỗi ngày ở trong việc dạy dỗ con cái của mình từ lúc nhỏ cho đến khi khôn lớn. Chúng con cầu xin Chúa Ngài ban ơn cho cô đầy đủ tài chánh để hoàn tất được trách nhiệm của mình, việc chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ con của mình từ lúc nhỏ cho đến khi khôn lớn. Con tin rằng với mọi con cái của Chúa dân con của mình cho chính Ngài, thì chính Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài sẽ chăm sóc, Ngài sẽ bảo bọc, gìn giữ, Ngài sai thiên sứ của Ngài để bảo hộ, che chở cho cháu Lê Hoàng, cho cháu Lê Hoàng Thiên Kim từ nay cho đến khi cháu được gặp Chúa ở trên trời. Con xin Ngài ban phước và giữ gìn cho các gia đình, các con cái của Chúa trong sự bình an, trong sự tốt lành luôn. Con xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.